đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh. Xin kính chào các bác. Ở video clip này em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly cực kỳ hay. Và điều đặc biệt là nó chạy cờ lát A các bác nhé. Chạy cờ lát AA, công nghệ cờ lát A của đặc trưng của Technic. Và các bác có thể thấy chất âm của nó cực kỳ dày dặn, bass của nó cực kỳ ấm và cái tép sạch. Em mới chỉ để bass ở hướng 2 giờ. Em để hướng 2 giờ thôi mà nó nghe nó đã bass nó nặng như vậy rồi các bác. Thì con này cái mặt mũi của nó gần giống với những dòng Technic V7 các bác nhé. Và nó có mã là Technic SU V4 V40 các bác, nó là dòng V4 đấy. Thì con này công suất của nó thì các bác có thể đánh được những đôi loa bass 20, 25 hoặc là những đôi bass 30 mà công suất nó thấp. Còn những đôi loa bass 30 mà có độ nhạy thì nó thấp thì các bác không nên đánh. Các bác có thể chơi vào những cái dòng loa bass 30 mà nó có màng giấy và gân mút các bác nhé, hoặc là gân vải tẩm dầu, nhưng mà cái loại gân vải mềm. Còn những cái dòng mà gân màng cứng thì các bác không nên chơi bằng âm ly này, nó sẽ không đủ được để đánh. Bởi vì dòng class A thì nó chỉ nên đánh vào những đôi loa có độ nhạy cao, thì bass 20 hay bass 30 thì nó sẽ không thành vấn đề nếu mà độ nhạy cao các bác. Tiếng rất hay các bác ạ. Và con này công lực cũng khá là ok, tuy là class A nhưng mà công lực khá ok, độ khuếch đại khá lớn. Em chỉ nhích một chút là con loa này nó cũng thể hiện rất là mạnh rồi. Và con âm ly này các bác là dành cho những bác nào mà thực sự thích chất âm nó tuyệt vời. Bởi vì dòng class A thì các bác biết rồi, class A là một cái dòng class mà có cái chất âm sạch sẽ nhất trong các dòng class. Tất nhiên là công nghệ của Technic class A thì các bác biết rồi, nổi tiếng từ xưa đến nay. Tất cả những dòng âm ly Technic hầu như là nó sử dụng class A mà cực kỳ hay các bác. Và em sẽ tiến gần cho các bác xem cái con âm ly này. Tình trạng cực kỳ đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp. Em lau chùi cái là nó như mới ngay. Đây là em chưa lau chùi. Vâng, các bác có thể thấy đây. Đây là cái nút nguồn, đây là chỉnh bass chép ba lăng này các bác. Thì đây là các cổng vào CD, tuner, phono và aux. Đó, bốn đường vào các bác nhé. Còn hai đường này các bác không sử dụng thì đây là no nớt. Đó, no nớt này. Và chế độ đánh deck và đánh các bác dí vào là sẽ chỉnh bass chép có tác dụng, còn khi nhấn ra là nó sẽ không có tác dụng của bass chép nữa. Nó đánh chế độ đánh deck đấy các bác. Còn đây là chế độ tắt âm, đây là cái tắt âm của nó. Volume này các bác, em mới nhích lên số 1 đây, đúng số 1 luôn. Mà nó đã kêu lớn như vậy rồi. Đây em đánh bằng đôi loa này mệnh danh là đôi loa voi các bác nhé. Các bác có thể nhìn này, đôi loa voi của Onkyo rất là nổi tiếng. Đôi loa voi các bác nhé. Mà con này rất là khủng, mà đánh nhẹ nhàng, công lực rất cao, còn âm ly máy rất nặng. Giá để các bác chỉ có 1.800.000 đồng các bác, cực kỳ đẹp. 1.800.000 các bác nhé, đẹp cực đẹp luôn. Chất âm rất là hay. Những cái dòng này thì linh kiện nó còn mới cứng các bác ạ, mới cứng luôn, bóng 7 màu. Đời nó khá cao nên là các bác yên tâm về chơi, không có sợ nó hỏng vặt hay là lão hóa về linh kiện. Bác nào có nhu cầu mua con âm ly này thì hãy điện thoại qua số điện thoại em là 098 119 3686, em ra hàng toàn quốc các bác nhé. Cho các bác xem lại một lần nữa. Đánh vào đôi loa voi này rất nhẹ nhàng các bác. Rồi các bác nào có nhu cầu mua con âm ly này hãy điện thoại cho em. Xin chào các bác.